Vâng, xin chào bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Vâng, và hôm nay mình giới thiệu bác một dòng Nhật bãi tiếp của dòng thương hiệu Mỹ Castle Line. Lần này mẫu là một chiếc xe màu đỏ, đỏ cờ các bác nhé. Thương hiệu Mỹ thì bác biết rất là nổi tiếng mà những tay đua chuyên nghiệp sử dụng thương hiệu Castle Line rồi. Siêu lưu Castle Line. Xe có lớp sơn còn khá là bóng. Màu đỏ cờ. Xe có một vài vết xước nhỏ nhưng mà không ảnh hưởng đến xe cả. Và hầu như những dòng xe Nhật bãi này cũng tránh khỏi những vết xước nhỏ này. Đây các bạn này. Xe được sử dụng hợp kim nhôm aluminium, hộp cơm nhôm siêu nhẹ. Đây. Đây là thông số size của xe các bác nhé. Xe này là size S. Thì hợp với các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Xe sử dụng cấu hình phanh V. Đùi đĩa nhôm. Đầu xe là nguyên bản theo xe Castle Line chính hãng. Đây là tem của xe đây các bác, tem đầu, tem của ghi đông xe đây. Ghi đông xe là ghi đông màu nhũ vàng ấy, rất là nổi bật trên khung xe. Điểm nhấn này. Sử dụng tay lắm cao su, cầm rất là êm và chắc tay. Xe được sử dụng với Shimano 8 lít và 3 đĩa Shimano, 3 tầm đĩa. Ghi đông xe cũng của Castle Line. Đây cái thương hiệu của nó, chữ SC ở ngay đầu xe đó này. Đây là cấu hình của phanh V các bác nhé. Hầu những dòng Nhật bãi giờ là phanh V hết. Nhiều các bác hỏi em mà xe sao lại bị xước nhiều như vậy, thì các em mới nói các bác là xe Nhật bãi thì không thể tránh những vết xước nhỏ nhắn rồi, vì để trong tông mà. Xe sử dụng lốp trọc, lốp tròn rất là bé, dòng touring. Đề Shimano, của đề Shimano 8 tầng lip, 3 đĩa. Cho xong rồi chuyển động của xe là 24 tốc độ. Gạt đĩa của Shimano. Vành nhôm. Phanh V. Tổng thể xe em nhìn đánh giá khoảng tầm trên 80%. Dòng touring cao cấp của Castle Line. Size S là các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Các bác có thể lên trên mạng tìm hiểu thêm về cái hãng xe Castle Line nhé, thương hiệu rất là nổi tiếng. Và em về nhé, tổng thống chiếc xe Castle Line thương hiệu Mỹ size S màu đỏ tờ. Bên em có giá là 6 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì nhắn tin em qua Zalo 0975 709 943. Hoặc là lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký với theo các kênh. Và em cảm ơn các bác và hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, em vừa dám để chiếc xe Castle Line thương hiệu Mỹ. Xe có size S. Khi gặp các bác là 60m7. Vâng, xe bên em có giá là 7 triệu. Bao ship toàn quốc và bảo hành 1 năm. Bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943. Sirius Castle Line. Thương hiệu rất là nổi tiếng. Thương hiệu Mỹ. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.